Thưa quý vị, chịu tác động mạnh mẽ bởi quá trình đô thị hóa và ô nhiễm kéo dài, hiện trạng môi trường sông Phú Lộc luôn là vấn đề nóng và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của người dân. Nhằm thể hiện tinh thần xung kích tham gia bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên và các tổ cộng đồng, thời gian qua, Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai công trình thanh niên cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc trên địa bàn quận Thanh Khê, bước đầu ghi nhận những hiệu quả tích cực. Công trình thanh niên cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc trên địa bàn quận Thanh Khê được triển khai với nhiều phần việc thiết thực như xây dựng nội dung mô hình cho hộ dân, đơn vị và mô hình cư dân thực hành bền vững về môi trường, vẽ tranh tường với chủ đề Đà Nẵng xanh dọc các mảng tường của tuyến đường Yên Khê 1, xây dựng và sửa chữa 140 bồn hoa dọc hai bên bờ sông nhằm tôn tạo cảnh quan, bố trí 10 thùng rác dọc khu vực triển khai mô hình cùng các bản tuyên truyền hướng dẫn người dân về việc bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn nước, giữ gìn vệ sinh sông Phú Lộc. Đây là công trình mang tính trọng điểm của Tuổi Trẻ thành phố trong năm 2023, nhận được sự vào cuộc phối hợp hỗ trợ của các cấp ngành và cộng đồng. Thời gian qua triển khai thì người dân rất là đồng tình, rất là hồ hởi và tham gia, rất là thay đổi một cái ý thức rất rõ ràng. Người dân trước đây thì xả là nhiều, mà bây giờ là tập trung là dọn là nhiều. Đó là một cái mà thành công trong cái mô hình này. Nhằm hướng mô hình được duy trì bền vững trong cộng đồng, Thành đoàn Đà Nẵng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân hai phường Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây triển khai mô hình mỗi hộ dân đơn vị một đoạn đường và mô hình cư dân bảo vệ nguồn nước sông Phú Lộc. Qua đó huy động sự vào cuộc của người dân trong việc chung tay bảo vệ nguồn nước và cảnh quan ngay từ cơ sở. Thì chúng tôi hàng tháng thì cũng phải có một lượt đến hai lượt để đem những cái rác ở dưới sông lên và nhắc nhở cho hậu viên và bà con, ngư dân và cộng giỏi như bà con trong khu phố này. Mỗi người chúng ta đều phải chung tay để mình phải giữ cái môi trường xanh sạch đẹp. Thành đoàn cũng như là chi cục mà bảo vệ môi trường của thành phố cũng tuyên truyền rất là kỹ và thành lập cái đội tự quản của bà con, ngư dân, những người mà sẽ trực tiếp mà thường xuyên và có cái công tác bảo vệ và cải tạo cái nguồn nước sông Phú Lộc này, thì qua đó là sẽ góp phần thường xuyên và tuyên truyền cho bà con, nhân dân, sẽ góp phần cho cái môi trường của thành phố ngày càng xanh hơn, đẹp hơn. Thời gian đến, Thành đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng mô hình mẫu về bảo vệ môi trường để nhân rộng, qua đó góp một phần sức trẻ vào đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường.